Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tiền nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Ok, hello, đây là kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ cầm Airy đi rừng anh em à. Đổi đầu với lại bên kia có ba top 7 xếp hạng. Cục vàng nha. Nhưng mà bên mình cũng đâu có dừa, cũng có ba cục anh em à. Nhưng mình thêm một cục bèo nhèo nữa. Bên mình có Yata này, Arthur này, Joker này. Wow. Mình đang đi đơn hai đó anh em à. Vô tình gặp được hai ông này, ba ông này. Lại phải win. Không biết win hay thua đây, có cái nịt. Lâu lâu trận hay gặp top hay nè. Hấp dẫn này. Thắng thua mình không quan trọng anh em à. Anh em đến với kênh mình anh em biết không? Ngu mình cũng đăng, thắng mình cũng đăng, mình thua mình cũng đăng nữa, đáng nào cũng đăng hết. Cứ được anh em ủng hộ là mình đăng thôi anh em ơi. Và điều hay cho anh em xem này, mình đăng thôi. Lại những cái mẹ mình cách di chuyển này, cách đánh như thế nào đây, đón bài người ta như thế nào, đó mới là quan trọng. Mình thua mình vẫn đăng nữa, tại vì mình có hướng dẫn cho anh em này để anh em áp dụng vào đánh, anh em có thể chơi tốt con bài ID này nha. Chờ tôi xíu nào. Đấy, nó muốn đánh đâu, nó muốn đánh kìa. Đánh thì chơi thôi anh em ơi. Ở đây này. Ôi trời ơi bạn ơi, lỗi rồi bạn ơi. Lỗi rồi bạn ơi, không ăn được mạng kìa. Ở kìa, còn sống kìa, support nó còn sống kìa. Ôi chết tôi rồi. Trời ơi, đốc biển luôn, ăn lại Hoài ơi, lụm lại Hoài ơi. Thằng trời ơi, chết mình, support đổi 3 mạng anh em à. Ui, đầu game thôi nha, mới đầu game không đã căng thẳng cỡ này anh em thấy không? Mấy trận đấu như vậy mà hấp dẫn anh em à. Mình phải cho anh em xem. Con rồng này. À, tôi vẫn nhận chị kịp này. Nhưng mà tôi hết chiêu làm sao nó chạy đây. Ui, ông nha, tay bay khét quá nha. Ui, trời ơi, đừng nào mà rồi, đừng kiếm tôi nữa. Trời ơi, đừng kiếm tôi nữa chứ. Ôi trời ơi, đừng lại tôi, đừng lại tôi, đừng lại tôi, đừng lại tôi. Ôi đi về anh em à, đông quá anh em ơi, đi về qua farm con bùa của mình đã. Farm xong đi về. Trời ơi, anh em thấy tên bạn ép luôn. Ồ, quên nữa nha. Game này support bên kia và lại mid bên kia là top 7 xếp hạng của con đi rác này. Ý, ổn mà đi rác này với lại con crack này. Nhưng mà team bên mình á, đi team 5 á, hoặc là gặp mấy cái này này, buổi tối mình rất là sợ anh em à. Bắt buộc mình phải cắm đi rác và crack. Cực kỳ là ghê gớm luôn, đi rác nó trên ranh mà đánh mình có 2-3 giờ sáng ấy, 1-2 giờ sáng ấy. Người ta đẩy á, cực kỳ ghê nha. Anh em không bao giờ đi nổi luôn ấy. Trừ khi mình đi team 2, đi 3, đi 2 ấy, thì bắt đầu mình sẽ thả nha. Chứ còn đa số là nửa đêm nữa hôm mình đi là đêm 5 là không giờ dám thả, không đi rắc được. Thề với anh em, khó chơi là cực kỳ luôn. Ủa sao đó có con mắt trong đây thế nhỉ? Đây, lên ép nè anh em ơi. Chờ xíu nào, cho team nó lên cao cái đã. Con Lily này. Hay quá ông ơi. Xong rồi, Lily lỗi rồi. Một mạng dành cho mình này, bay. Ui trời ơi, nay nó khét chưa. Bay mà mướt đúng mướt luôn em à. Ý thằng Hoài dưới bị ép rồi kìa. Gần 4 phút rồi, xuống mình đép trụ anh em à. Không thôi bị mất trụ ấy, con Quy nó đẩy trụ cũng lẹ lắm ấy. 4 phút rồi. Nó qua năng còn giờ rồi. Bùa đỏ mình chuẩn bị ra này. Ơ kìa Hoài, lên trên chi vậy? Farm bùa đỏ luôn này. Ui chết rồi. Lên ông Hoài ơi, lên chơi luôn, anh ép chỗ cho. Mất sợ. Ui Quy nó lên luôn kìa. Cứ lên chơi luôn, anh ở đây lo cho. Thằng Quy nó sẽ xuống đây đép lấy chỗ anh em à, lại trên kia mình sẽ lợi thế hơn nha. Nhưng mà Joker mình cũng chết rồi. À, con Quy này
Đừng đừng nha, đừng bắt tôi nha. Thôi ôi, tên vẫn chân chết hết rồi kìa. Còn một đợt lính nữa cho nên mình sẽ lại dép luôn nha. Thôi thôi xong rồi. Xong rồi xong rồi. Ông Bi đang me me mình rồi anh em à. Dạng này mình khó sống rồi anh em ơi, mình lui lui thấp về về trụ gần trụ mình xíu này. Có gì mình dễ chạy anh em à. Nó cứ rỉ đĩa đi đá. Nè 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 nè, đòi solo kill. Đòi solo kill. Ôi dù đẩy kìa. Ây da. Tiếc quá nha. Ăn luôn con dơ này luôn anh em ơi. Ui nãy giờ mình không đi đảo lên được thì anh em trên cứ cẩn thận nha. Ý có trụ này, có trụ nè mọi người ơi, có trụ nè mọi người ơi. Đó. Cái gì? Cái gì? Này, úi dồi. Ui, chạy được kìa. Trời ơi, ghê quá rồi, thấy rồi anh em không? Top bảng xếp hạng quy đó nha, không phải đùa đâu. Lấy trụ luôn bro ơi. Lấy xong trụ này mình sẽ về này. Ui không lấy được kìa. Cứu mít mình này. Cứu mít này. Cứu mít này. Ok. Ok. Về nào. Đi phải có đôi. Về là phải có đôi. Ok nha. Ok. Trở lại với phần rừng của mình thôi nào anh em à. Không nên di chuyển mà bỏ rừng nhiều quá nha. Mình farm bây giờ mới có 11 điểm nội tại anh em thấy không. Của quái đi rừng ấy. Ok cái thằng kia. Thôi xong rồi, ở trên ép bị ép quá nha. À chưa ép rồi, tên mạng lưu về rồi. Tranh thủ ăn con bùa xanh này. Ăn đi. Ăn đi không? Thôi tôi tăng luôn cho. Tôi lấy giảm một chiêu anh em à. À, ôi cái thằng này. Đôi, đôi. Ôi, trò đẩy tôi ra xa kìa. Hay. Thằng ở đây nó chết chắc rồi anh em à. Ở đây chết chắc rồi, không sống nổi đâu. Sống không nổi đâu. Hay quá ông gia ta ơi, bày khét quá ông ơi. Rồi lưu lui thế nào ông ơi, đừng ham á. Con Lily khó bắt lắm. Ép trụ mít này, ép trụ mít này. Quan trọng là lấy trụ anh em mà, chứ team toàn để lết game là mình khó chơi lắm. Ôi trời ơi, đợi em không? Muốn bắt cũng cực kỳ là nó khó luôn anh em à. Thôi nào bro. Choáng liên tục luôn anh em ơi. Biến về cái đã. Anh em nhớ cho một like lên cái kênh. Và anh em nào nhu cầu mua nít á, hoặc là cày thuê liên hệ ngay với Zalo của mình nha. Mua nít hoặc là mua nít ấy thì anh em liên hệ với Zalo của mình hoặc là bên Facebook Hoài Đạt nha. Anh em nhớ chết cho kỹ đúng của mình, anh em hãy liên hệ nha. Đừng nên liên hệ qua chỗ khác. Mình không hề bán qua những cái người bạn hay là người anh em gì đó. Mình không có nha, không hề nha. Mình chỉ có bên Zalo của mình này, Dương Tấn Đạt này. Số Zalo mình để trên đầu video này đúng không? Trên màn hình này. Và Facebook Hoài Đạt ấy, cái hình mình để ở đầu video cho anh em xem đấy. Chỉ có hai bên này thôi nha, không hề bán qua một bất cứ màu đối tác riêng nào khác nữa nha. Ok. Ăn kinh công con này Hoài ơi. Anh em không? Mình nói đúng không? Lanh trên này đánh ăn cao với mấy mạng là cao à. Người chia người ăn mạng hai mạng là cao. Không ai được mấy mạng hay là gì đâu. Hiếm khi lắm. Người ta đánh rất là kỹ thuật anh em à. Kỹ năng tốt nữa không? Đứng không? Kè không? Muốn vào ở đây nó cũng hơi bị khó ấy. Không đùa được đâu. Đúng không? Mình đứng mình chết mát phải không? Đứng mình câu kéo mình không dám vào luôn ấy. Cúp đường bùa xanh này. Lua vào. Lua. Cúp đường bùa xanh rồi. Đó. Cứ đứng cao lên xíu để chết mát của team dễ đánh này. Đó bắt đầu nó chết chắc rồi. Team mà chết chắc rồi. Bị team bắt lẹ biết ngay mà. Đó, cái thằng support này. Ơ à, đứng đây rặn à. Đứng đây rặn à. Rặn này. Đứng đây rặn này không thấy mình à. Này. Này thì one cá này. Tớp bạn xem một one cá này. Ây da. Trời chạy này. Trời ơi tôi bú quyền em ơi. Hay quá cha ta ơi. Ok sao ơ à. Không support không đây, không đếp link cho mình em à. Ok win rồi. Ok anh em nhớ cho một like nữa cái kênh nha. Và anh em ủng hộ mình mua nick nha. Ok bye bye anh em nha.